Thanh Hằng, siêu mẫu đào hoa với vô số tin đồn tình yêu, đẹp đôi với ai nhất? Xinh đẹp, tài năng và quyền lực, Thanh Hằng là một trong số những siêu mẫu hiếm hoi trong làng giải trí, vẫn giữ được ánh hào quang rực rỡ so với lứa người mẫu cùng thời. Nhìn lại hồ sơ tình ái của Thanh Hằng, có lẽ số mối tình chính thức của cô mà khán giả biết đến chỉ là con số không tròn trĩnh, bởi nữ siêu mẫu cực kỳ kín tiếng. Tuy nhiên, tin đồn hẹn hò mà cô vướng phải cũng chẳng ít, mà điều đặc biệt ở Thanh Hằng là nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với cả nam lẫn nữ. Thậm chí cô còn được chính nữ học trò của mình công khai yêu đơn phương, khiến dư luận một phen dậy sóng. Trong đó có cả chuyện hẹn hò với những giai nhân xinh đẹp, tên tuổi bậc nhất Phoebe, Hà Anh Tuấn. Mối quan hệ giữa Thanh Hằng và Hà Anh Tuấn lâu nay vẫn là điều gây chú ý. Mặc dù hai nhân vật chính công khai gọi nhau là bạn thân, là tri kỷ, nhưng trong suy nghĩ của công chúng thì khác. Có người cho rằng cặp đôi thực sự là bạn thân vì sau nhiều năm quen biết cũng không thấy có gì tiến triển. Có người lại nghĩ bạn thân kiểu gì mà có thể ôm ấp tình tứ, hôn nhau say đắm nhiều lần đến vậy. Nhưng dù mối quan hệ đó là gì đi nữa, fan của Thanh Hằng và cả Hà Anh Tuấn đều khá ủng hộ và đẩy thuyền. Mới đây, Thanh Hằng đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh vô cùng thân mật với Hà Anh Tuấn. Theo Thanh Hằng chia sẻ, đây là tấm ảnh đã lâu nhưng hôm nay khi đang đọc tin tức, cô mới nhìn thấy nên lưu về và đăng lại trên trang cá nhân của mình. Hành động bất ngờ của Thanh Hằng khiến cư dân mạng không khỏi tò mò ngụ ý của người đẹp. Không rõ đây có phải là một hành động thay lời công khai hẹn hò hay chỉ là một khoảnh khắc đẹp mà Thanh Hằng muốn chia sẻ. Bản thân Thanh Hằng và Hà Anh Tuấn cũng dành cho đối phương tình cảm vô cùng đặc biệt. Thanh Hằng từng có mặt trong các sự kiện lớn của gia đình Hà Anh Tuấn. Cô cũng từng góp mặt trong MV để ủng hộ cho người bạn thân thiết. Chính vì thế, rất nhiều người hy vọng cả hai sẽ nên duyên. Chi Pu. Sau khi đóng cùng nhau chung bộ phim điện ảnh Chị Em, Thanh Hằng và Chi Pu vướng nghi vấn yêu đồng giới. Trong phim, cả hai có nhiều cảnh mùi mẫn, tình tứ mang màu sắc 18+, thậm chí là hôn môi. Tin đồn bắt đầu rộ lên, nhưng đỉnh điểm là khi không nhập vai, Chi Pu vẫn có những khoảnh khắc tình cảm bên Thanh Hằng. Cộng đồng mạng còn lan truyền bức ảnh Chi Pu ngồi lọt thỏm vào lòng Thanh Hằng. Còn nữ siêu mẫu cũng vòng tay qua ôm chặt Chi Pu khá âu yếm. Tuy nhiên, ngay khi rộ lên tin đồn, phía Chi Pu đã lên tiếng phủ nhận. Tôi và chị Thanh Hằng vô cùng thân thiết trên phim trường, nên bản thân tôi hay đùa giỡn và nũng nịu với chị như một cô em gái. Đó là bức ảnh được chụp khi chúng tôi đùa nhau trong lúc ngồi đọc kịch bản, mà không phải hình ảnh trong phim. Tất nhiên đó chỉ là giây phút đùa giỡn cho bớt căng thẳng khi đóng phim thôi. Đồng Ánh Quỳnh. Vốn là người kín tiếng về đời tư, thực hư chuyện tình của siêu mẫu Thanh Hằng vẫn luôn là dấu hỏi lớn. Khá nhiều cư dân mạng biết rằng Đồng Ánh Quỳnh là fan ruột của Thanh Hằng nhiều năm qua. Nữ siêu mẫu chính là thần tượng lớn của đàn em và cô cũng quý mến Đồng Ánh Quỳnh. Tuy nhiên, khi áo quân The Face Đồng Ánh Quỳnh đăng tải dòng trạng thái 5 năm một tình yêu, Only One cùng hình ảnh khoác vai thân mật của Thanh Hằng dành cho Ánh Quỳnh, cư dân mạng đã ngay lập tức khai quật được rất nhiều hình ảnh thân thiết của hai cô nàng trước khi Ánh Quỳnh được công chúng biết tới và thì tin đồn tình yêu đồng giới rộ lên. Đồng Ánh Quỳnh còn cho rằng Thanh Hằng là cả tuổi thanh xuân của mình. Lần này, Thanh Hằng đã tự đính chính rằng Đồng Ánh Quỳnh là fan và được cô xem như người em thân thiết. Nữ siêu mẫu cũng khẳng định cô không quan tâm những lời bàn tán mà chỉ sống cho cảm xúc thật của mình. Trước đó, không ít lần, Đồng Ánh Quỳnh công khai bày tỏ nỗi nhớ với Thanh Hằng trên trang cá nhân. Cô còn gọi Thanh Hằng là tình yêu xinh đẹp. Rất nhiều người còn bình luận khen gương mặt Ánh Quỳnh và Thanh Hằng phản phất những nét giống nhau. Đáp lại những dòng trạng thái của người đẹp Ánh Quỳnh, Thanh Hằng thường nhấn nút like, thích hoặc vui vẻ bình luận. Cả hai thường xuyên đi cà phê, đi xem phim chung. Chính những điều này làm rộ lên nghi án tình cảm đồng giới của Đồng Ánh Quỳnh và Thanh Hằng. Đồng Ánh Quỳnh là học trò trong team siêu mẫu Minh Tú. Trước khi đạt giải Á quân The Face, Đồng Ánh Quỳnh đã từng đoạt giải Á khôi 1 của cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam 2013. Năm 2014, cô đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và đã lọt top 36 thí sinh đẹp nhất. Trước những nghi vấn tình cảm này, nữ người mẫu trẻ cũng nhấn mạnh, dù cô và Thanh Hằng chỉ là fan và idol, tôi cũng coi chị ấy như một người chị gái. Khi nào cần những lời khuyên, tôi sẽ hỏi chị ấy. Rất nhiều người luôn hỏi tôi về mối quan hệ với chị Thanh Hằng. Phải khẳng định, tôi không thấy ngại, vì ai cũng sẽ có câu trả lời rồi. Cá nhân tôi thì chưa từng hỏi chị Thanh Hằng cảm thấy thế nào khi cứ bị đồn đoán về chuyện này. Nhưng tôi tin với những suy nghĩ và sự chân thành, tích cực của tôi sẽ không làm chị Hằng cảm thấy thất vọng. Học trò của Minh Tú nói thêm. Kỳ Duyên. Vốn thân mật và thường xuyên có những khoảnh khắc chụp chung tình tứ, Thanh Hằng, Kỳ Duyên luôn khiến người hâm mộ tò mò về mối quan hệ thật sự. Bởi thế, các fans của hai người đẹp này luôn mặc định cả hai là một đôi yêu đương thắm thiết. Dân mạng soi ra khi đứng chung trên một sàn diễn thời trang, nữ siêu mẫu đã có hành động ca lăng là kéo nhẹ, ôm eo Kỳ Duyên sát vào mình để tạo dáng chụp ảnh, rồi sau đó lại nắm tay và bước đi vào cánh gà. Đây chỉ là một nghi vấn không có bằng chứng, lập luận rõ ràng bởi những hành động của Thanh Hằng chỉ đơn giản là giúp đỡ đàn em khi làm việc chung. Tuy nhiên sau đó, chính Thanh Hằng là người khiến dân tình đẩy thuyền vì câu nói, nếu là đàn ông, tôi rất muốn lấy Kỳ Duyên làm vợ. Không những thế,
Trong rất nhiều sự kiện đồng hành cùng nhau, Thanh Hằng và Kiều Duyên luôn dành cho nhau sự thân thiết, cử chỉ thân mật là thường. Chính vì điều này đã từng có tin đồn, giữa Thanh Hằng và Kiều Duyên đang tồn tại một mối quan hệ yêu đồng giới. Có thể thấy rõ rằng, hai bông hậu của chúng ta thuộc hai thế hệ khác nhau, không cùng hoạt động trong một lĩnh vực nhưng lại sở hữu phong cách thời trang giống nhau đến mức khó tin. Nam Anh. Nam Anh thì không được gọi là người tình tin đồn, nhưng cũng là nhân vật khiến hồ sơ tình ái của Thanh Hằng phong phú hơn. Còn nhớ vào tháng 6 năm 2020, chị gái nam em từng khiến cả showbiz ngỡ ngàng khi tuyên bố yêu đơn phương Thanh Hằng. Liên tục có những chia sẻ về tình cảm của mình nhưng lại không được đàn chị hồi đáp. Nam Anh sau đó đã phải xin lỗi Thanh Hằng. Từ đó, không còn thấy cặp thầy trò của The Face 2018 tương tác gì với nhau.